Chuyện đời chuyện đạo với Phạm Văn Khanh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tái ngộ tất cả các bạn. Tụi mình lại gặp nhau qua đề tài chuyện đời chuyện đạo. Kỳ này là mình đi tới tập thứ 21 và chương là 28-29 trong tổng số 36 chương. Thì hôm nay đó là vẫn là lạnh ở đây, nhưng mà cũng không quá đáng như mấy ngày trước. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái đại dịch coronavirus đó, nó đang lan rộng với một tính cách báo động, nhất là ở nước Mỹ này. California thì toàn thể hầu như đã ban lệnh giới nghiêm, tức là từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng là cấm không được ra khỏi nhà. Còn ngoài ra là cấm tụ tập cũng như ăn uống mà tụ hội đông người là tuyệt để cấm. Phải mang cái khẩu trang bắt buộc 100% khi ra khỏi nhà. Thành ra tình hình dịch, đại dịch khá là căng thẳng. Mong các bạn cẩn thận và cố gắng bảo trọng cho sức khỏe của chính mình nha. Bây giờ, để trực tiếp đi vô chương thứ 28, tôi xin đọc cái phần kinh. Kỳ này, ngũ phẩm tiên, lâm thể hòa, so đo ghen ghét ra vào điên đảo, bỏ tranh chấp, đạt thông dông. Đây là vị tiên thứ 5. Là tên là Lâm Thể Hòa. Thì vị tiên này xưa nay cũng trong truyền thuyết đó thì cũng không có nhiều, cô độc một mình giống như Hà Tiên Cô vậy đó. Ông là người nam và những cái sinh hoạt suốt cuộc đời ông nó giới hạn, không có gì gọi là phức tạp hết. Thì tôi đã luận cái phẩm tiên này như vậy. Phẩm hạnh thứ 6 là buông bỏ tranh chấp. Sau khi qua 4 giai đoạn, thứ nhất công khai thật thà, thứ hai dẹp bỏ tự ái, thứ ba đoạn lìa danh lợi, thứ tư mở tâm thương yêu, hẳn chúng ta ít nhiều ngạc nhiên tại sao người tu vẫn còn so đo ghen ghét. Thật ra, trong muôn vạn tánh khác nhau, chúng ta có thể quy về 8 căn gốc chánh. Mỗi người, chúng ta có một đặc tánh riêng là một cái chốt kẹt nhất trong 8 cái chung đó. Tuy nhiên, không phải là những thứ khác chúng ta không có, mà là ngược lại, trong chúng ta có đủ hết thảy các tánh. Chỉ vì có cái nổi bật hơn, nên nhiều khi chúng ta không để ý những thứ khác mà thôi. Bát tiên là 8 vị tượng trưng cho 8 căn gốc của tánh. Họ đã nhập vào tiên giới bằng cách hy sinh buông bỏ, liều mạng bước qua thiên môn cho lửa trời đốt tiêu phàm tánh. Lửa trời đó chính là dư luận. Nhờ búa rìu dư luận mới mài dũa, giết chết đi cái tự ái, tức là phàm ngã hay cái ta, để tái sanh thành một con người mới, thật thà đôn hậu hồn nhiên. Thế mới biết vạn vật vốn đồng một thể. Nhờ người ta mới thấy được chính ta, nhờ người ta mới có cơ hội trả bao nghiệp báo. Cũng nhờ người ta mới có điều kiện lập hạnh thăng hoa. Không có người thì cũng chẳng có được mình. Nhưng nhiều khi nhìn lại đoạn đường gian khổ đã qua, bao hy sinh buông bỏ, bao công sức vun bồi phẩm hạnh, thế mà trời già cứ ban khổ mãi không thôi. Bạn đồng tu lại thông dong an lạc, đạo đời đôi ngã vẹn toàn. Ta không khỏi có khởi lên đôi chút
tị hiềm, ghen ghét, quán trách thiên cơ, phân bì chúng bạn, tâm loạn đảo điên. Nhưng rồi chợt bình cơn tỉnh ngộ, đời ta đâu chỉ mỗi một kiếp này, thuận cảnh bây giờ là đã vun bồi bao phước đức, nghịch cảnh hiện tiền là đã tạo lắm oan gia, mọi chuyện đều do tự chúng ta tạo tác. Nay lấy thuận làm niềm an ủi, lấy nghịch làm chí quật cường, vùng lên ca bài ca kiến tánh, đánh sên gõ phách mà hát lớn, lỗi tại tôi mọi đàn, đường thế đồ ung dung tiến bước, làm vui cho mọi người thân cũng như sơ. Đó là chương thứ 28, bây giờ mình đi thẳng qua chương thứ 29 luôn. Chương thứ 29 là vị tiên thứ 6, lục phẩm tiên, trương quả lão, cái gì thuận mới làm, bày ra khuôn thước, tự mắc bẫy mình, tức mình làm nghịch, trong tử có sinh, đời đời sống động. Thì tôi đã luận về cái vị tiên này thứ 6 này như sau. Phẩm hạnh thứ 6 là phá mê, phá chấp. Đến một giai đoạn nào đó, khuôn thước lại trở thành ràng buộc, giam hãm mình trong những thành kiến và định kiến, không sao sống thoải mái, thông dong được. Giống như người đi học, khi đã rời khỏi mái nhà trường, thì không thể áp dụng một cách cứng nhắc những công thức đã học, mà phải uyển chuyển theo lúc theo thì. Vì cuộc đời luôn luôn đổi mới và sống động không ngừng, nào có chiều theo ý chúng ta mãi được đâu. Người tu hành cũng thế, từ giới luật của thân rồi tiến đến giới luật của tâm. Tâm giới cốt sao giữ được quân bình trong sáng, không nuôi dưỡng sự tâm tối mặc cảm bên trong. Vấn đề quan trọng là phá đi một cái chấp của mình không phải là dễ, vì đó là giết chết đi cái thói quen, cái thể diện, cái áo tu của mình đối với bên ngoài, đối với mọi người. Chỉ khi nào sự khao khát giải thoát đủ mạnh, sự dồn ép của nghịch cảnh đi đến độ tột cùng, tâm thức mới vùng lên làm một công án nghịch hành, chấp nhận mọi dèm pha dư luận thế gian, làm chuyện ngược đời, xoay người lại cởi lừa đi vào cõi đạo. Phải chết đi cái đạo mạo trang nghiêm giả dối bên ngoài để hồi sinh lại thành một đạo nhân tự tại thông dong. Đời có chê cười nhưng ta vẫn sống an vui. Đời có rẻ khinh nhưng ta vẫn một lòng thương yêu tận độ. Một kiếp phù du giả tạm, tâm thức sống động đời đời. Thì đó là vị tiên thứ 6, là mình phải phá mê phá chấp để mà sống thông dong tự tại. Thì Đại sư Huynh đã viết một cái truyện về cái đề tài này. Vô Lực rất thích lối hành văn của tác giả Bồ Tùng Linh. Họ Bồ viết ngắn gọn và nhiều âm hưởng như thơ, thường bỏ lửng ở cuối câu để độc giả dùng trí tưởng tượng của mình mà tiếp nối. Cách bố cục úp mở như khói như sương, mộng ảo vô cùng. Bèn rắp tâm bắt chước lấy kiểu cách ấy làm mẫu mực. Một bữa thông luận khắc một bản bài viết của Vô Lực để in lên, bèn không chịu nổi kêu lên: đọc mãi văn của Đại sư Huynh, một ngày đẹp trời nào đó sẽ mắc chứng kinh phong giật đùng đùng, cú pháp cứ bị chặt nát ra từng khúc, không im ả như là nước chảy. Vô Lực bèn thú nhận, đó là bắt chước Hồ Tùng Linh, nhưng thật là có hơi quá đáng. Nói xong, sư huynh nghĩ thầm, chắc phải trao dồi thêm nghệ thuật mô phỏng, chẳng sớm thì muộn ta sẽ theo kịp họ Bồ.
Ngày nọ, gà chưa gáy sáng, vô lực đã thức dậy, cố đẻo gọt một bài viết cho thật trao chuốt để trình lên thiền sư. Thiền sư bèn kêu lên, ồ trời cao đất dày ơi, gà mà cứ ngỡ là chim phượng hoàng, thân đích thị là hoa bèo, làm ơn làm phước nhận đi, đừng muốn làm hoa sen nữa. Sư huynh cúi đầu ngỡ ngàng, bài bị phê, loại. Thời gian qua đi, vô lực vẫn tiếp tục lẫn tha lẫn thẫn, mất nhiều thì giờ bận biểu với những điều vô ích, làm việc chậm chạp, kéo dài, nổi tiếng là người câu giờ. Có một lần nộp bài, thiền sư nhìn sơ qua bản văn, thủng thỉnh nói, chế kiểu thật là vô ích, lúc thì cục lũng, khi thì dài dòng lôi thôi, tác phẩm không có hồn. Sư huynh hơi phiền trong lòng, bài bị loại quá nhiều, bèn hỏi lại, vậy phải làm sao văn chương mới có được nghệ thuật cá biệt, mang vẻ đẹp sáng tạo? Thiền sư, sửa tánh là sửa luồng điển bên trong mình, mà điển thì quá văn. Thì cái câu điển quá văn đó, tất nhiên là mình tự mình thanh lọc, thân tâm mình trở nên trong sáng thật thà, thì lúc đó lời nói hay là văn chương mình tạo ra sẽ có một cái cá tánh đặc biệt của nó là trong sáng, hồn nhiên và chứa đầy tình người. Thì đến nay là mình chấm dứt cái chương thứ 29, hẹn gặp lại kỳ sau nữa nha. Bây giờ thì xin chào. Bye bye, ô hê, ô hê. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và xin chào tạm biệt.